Kim Jong-kook, sự nghiệp đầy nước mắt với Turbo và nhân cách thật trái ngược, ảnh hổ Running Man. Kim Jong-kook, cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ châu Á. Người năng lực, Sparta Kook hay anh hổ là biệt danh nhiều người dùng để gọi anh, bởi trong Running Man, anh luôn xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ và khó tính. Với lợi thế ngoại hình khi sở hữu sức khỏe tốt và thân hình vạm vỡ như vận động viên thể hình, chàng hổ đều dễ dàng chiến thắng bất cứ trò chơi nào đòi hỏi sức mạnh hay tính chiến đấu cao. Kim Jong-kook đã bước sang tuổi U40, theo tuổi Hàn, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1976, cao 1m77. Thế nhưng cho đến nay anh vẫn le bóng. Ngoài tài năng ca hát và khiếu hài hước, anh còn được nhắc đến là người có nhân cách tuyệt vời, đối xử tốt với đồng nghiệp, là một người con hiếu thảo. Ít ai biết rằng, quá khứ của người năng lực lăn lộn với nghề, con đường thành công đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu. Nổi tiếng sớm nhưng sự nghiệp đầy nước mắt. Là cái nôi của làn sóng Hallyu với độ lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, Hàn Quốc được ví là cường quốc trong ngành công nghiệp giải trí châu Á. Nền âm nhạc của xứ sở Kim Chi luôn lấp lánh hào quang bởi những thành tích vượt bậc cùng các nhóm nhạc được tạo nên từ những công thức chung, ngoại hình đẹp, giọng hát tốt và phong cách biểu diễn cuốn hút sáng sân khấu. Nhiều người trẻ sống đã ôm giấc mơ trở thành một thần tượng, thậm chí dành trọn cả thanh xuân tại phòng tập để tìm kiếm tấm vé debut. Thế nhưng, phía sau hào quang sân khấu, giới nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là các ca sĩ thần tượng, phải oằn mình gánh chịu áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm trí. Có những sự chèn ép quả thực khắc nghiệt, càng xót xa hơn khi nó bắt nguồn từ chính công ty quản lý của các thần tượng. Kim Jong-kook ra mắt với tư cách là một ca sĩ, anh bắt đầu sự nghiệp từ nhóm song ca Turbo. Họ có rất nhiều bài hit như Black Cat, Trisking, Goodbye, Yesterday, Here Sang. Đó là thời kỳ đỉnh cao của Turbo, nhóm nhạc dance huyền thoại gồm có anh và Kim Jong-nam. Năm 1997, Kim Jong-nam rời nhóm, Mickey được chọn thay thế vào vị trí rapper và Turbo tiếp tục hoạt động đến năm 2000 thì tan rã. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Turbo đã phải chịu đựng sự chèn ép nặng nề từ phía công ty quản lý. Những góc tối trong sự nghiệp của Kim Jong-kook mãi sau này mới được tiết lộ. Thực sự, công ty quản lý của Turbo đã ép buộc họ phải làm rất nhiều chương trình và cưỡng đoạt số tiền khổng lồ từ Turbo vào thời điểm đó. Công ty quản lý không hề do dự trong việc dùng bạo lực với hai thành viên bên cạnh việc moi tiền. Kim Jong-kook nói trên một chương trình radio, anh đã bị đánh rất dã man khi ở trong Turbo. Một bài báo còn cho biết anh đã bị trói lại và đánh dưới tầng hầm. Đó là lý do anh đã học boxing và sở hữu thân hình cường tráng sau này. Khi hợp đồng với công ty quản lý hết hạn, Kim Jong-kook muốn phát triển sự nghiệp solo, nhưng Jong-kook không thể có được bài hát nào từ tất cả những nhạc sĩ, kể cả những nhạc sĩ quen biết, bởi công ty quản lý cũ đã hăm dọa những nhạc sĩ này không được phép đưa cho anh bất kỳ bài hát nào. Trong chương trình radio, Kim Jong-kook cũng đã tiết lộ, người lãnh đạo công ty đã tuyên bố sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh. Nhưng Jong-kook chưa bao giờ bỏ cuộc vì anh đã hoàn thành album solo đầu tiên của mình. Album solo đầu tiên này không đạt được sự thành công nếu so với các album trước của Turbo. Nhưng 30 tháng sau, album thứ hai của Jong-kook đã mang lại cho anh sự nổi tiếng một lần nữa. Đặc biệt là ca khúc Queenman trở nên rất nổi tiếng. Năm 2005, Kim Jong-kook đã trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất. Album thứ ba của anh bán được hơn 300.000 bản, trở thành album bán chạy nhất năm đó. Anh kết thúc năm với việc chiếm trọn 3 giải Daesang của 3 đài truyền hình lớn nhất cả nước. Điều mà ngoài Kim Jong-kook ra mới chỉ có Jo Hyun Hee thực hiện được vào thập niên 80. Bài hát chính trong album này là Love People, đã từng đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng thời đó. Kim Jong-kook sở hữu chỉ số IQ lên đến 136. Anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Dankook vào năm 2011. Thời còn đi học, nam ca sĩ là một cậu bé thông minh và luôn được giáo viên xếp vào các lớp tự học ở trường. Kim Jong-kook của hiện tại được biết đến nhiều hơn nhờ show truyền hình thực tế nổi tiếng châu Á Running Man. Dù không còn ca hát, nhưng anh vẫn được ca ngợi như một nghệ sĩ ballad tuyệt vời, đặc biệt là giọng hát như tiếng mũi kêu luôn được các thành viên lôi ra trêu chọc người năng lực. Kim Jong-kook còn là huấn luyện viên cho show tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice 2020 Hàn Quốc. Nhân cách thật được chính đồng nghiệp tiết lộ. Chàng hổ của Running Man không chỉ có ngoại hình vạm vỡ để người khác ngước nhìn, mà còn rất nhiều những điều đáng mến phục khác. Anh được rất nhiều đàn em ngưỡng mộ vì tài năng, đồng nghiệp nể phục anh gọi là thần tượng đáng kính bởi sự chăm chỉ, nhiệt thành, hòa nhã và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cha Tae Hoon và Kim Jong-kook là một trong những đôi bạn thân nổi tiếng đình đám của showbiz Hàn Quốc. Cha Tae Hoon từng thẳng thắn và trần khía cạnh hoàn toàn trái ngược của anh hổ. Bạn chưa từng thấy Jong-kook khóc đúng không? Tôi thì đã thấy nhiều rồi, cậu ấy quả là một em bé bự. Khi nghe điện thoại, cậu ấy sẽ không nói xin chào, mà thay vào đó là đang làm gì đấy bạn ơi. Cậu ấy cũng hay làm những điệu bộ dễ thương lắm. Lee Kwang Soo cũng không ít lần chia sẻ về tấm lòng ngưỡng mộ với đàn anh. Anh Kim Jong-kook là một người làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã từng tâm sự với anh Jong-kook về vai trò của anh ấy trên Running Man. Anh ấy cũng có những lúc cảm thấy quá sức và mệt mỏi. Nhưng vì khán giả và danh tiếng chương trình, anh ấy sẽ luôn cố gắng hết sức và làm việc thật chăm chỉ. Trong chương trình Big Picture, Hữu Cầu Cổ tiết lộ rằng đàn anh Cookie chưa bao giờ để mình rút ví ra tiền một lần nào khi cả hai đi ăn cùng nhau. Gary và Kim Jong-kook cũng là một bộ đôi anh em đầy năng lượng trên training. Gary cũng từng bày tỏ tấm lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của đàn anh. Trong ngày ghi hình đầu tiên của Running Man, tôi đã rất lo lắng. Tuy nhiên, anh Jong-kook đã vỗ vai tôi và giúp tôi tự tin trở lại. Niềm đam mê mãnh liệt với tập gym. Jong-kook có niềm đam mê mãnh liệt với tập gym. Trong cuộc phỏng vấn với Somi, Jong-kook cho biết mỗi ngày nếu không có lịch quay hoặc biểu diễn, anh sẽ chôn chân trong phòng gym. Với thể hình lý tưởng, Jong-kook luôn đảm nhận vai trò sức mạnh trong các chương trình thực tế, nổi bật nhất là Running Man. Và không ít lần, Jong-kook khiến người hâm mộ kinh ngạc bởi sức mạnh. Anh có thể đọ sức ngang ngửa với những vận động viên thể hình chuyên nghiệp tham gia chương trình. Jong-kook lao đầu vào phòng gym vì những chấn thương trong quá khứ. Anh từng bị thoát vị đĩa đệm nặng, phải rời xa ngành giải trí thời gian dài. Sau đó, Jong-kook nhập ngũ với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng cũng vì chấn thương này. Với mong muốn chữa dứt điểm căn bệnh và có sức khỏe tốt hơn, Jong-kook xem phòng gym như việc cứu tinh. Trong lần ghi hình chương trình Crawling Brother, chàng hổ khiến tất cả bật cười về tình yêu anh dành cho thể hình. Anh chia sẻ, lúc trước, gần nhà tôi có phòng gym mới mở cửa với nhiều trang thiết bị hiện đại. Trước hôm khai trương, tôi không thể ngủ vì phấn khích, chỉ tưởng tượng đến việc tập với máy móc mới, khiến tôi sướng đến nỗi không thể chợp mắt. Một loạt gương mặt trẻ của showbiz Hàn tin tưởng Jong-kook, nhờ anh làm huấn luyện viên tập gym có nhiều cái tên đỉnh như Song Joong Ki, Lee Kwang Soo hay Park Bo Gum. Tương lai yên bề gia thất. Dù đã bước sang U40 nhưng Kim Jong-kook vẫn luôn là hình tượng quý ông độc thân vàng kim. Ra mắt đã được 25 năm, sở hữu gia tài và sự nghiệp vững chắc. Giờ đây, thứ anh còn thiếu chỉ là gia đình nhỏ cho riêng mình. Đứng đầu trong danh sách bạn gái tin đồn của Kim Jong-kook là nữ ca sĩ nhạc trot nổi tiếng Song Ji Eun. Cô từng nhiều lần bị nghi ngờ đang hẹn hò với người năng lực. Cả hai khiến khán giả không phân biệt được thật giả khi phản ứng hóa học của họ hoàn toàn bùng nổ trên các chương trình truyền hình. Nữ diễn viên Jo Hyun Hee là người tình tin đồn lâu năm nhất của Kim Jong-kook. Từ năm 2003, khi tham gia chương trình X-Man, anh cùng Yoon Eun-hye đã tạo ra màn love life lịch sử. Hình ảnh tình tứ của cả hai sau này từng khiến Kim Jong-kook phải nhiều lần khốn đốn. Bạn gái tin đồn được gắn ghép nhiều nhất của Kim Jong-kook không ai khác chính là mợ ngố Song Ji Hyo. Cô bạn gái đã đồng hành cùng chàng hổ gần 10 năm trên chương trình Running Man. Cả hai còn có hẳn một fandom couple được gọi là Spa-S, được ghép từ danh xưng Sparta của Kim Jong-kook và S của Song Ji Hyo trên chương trình. Trong một tập phát sóng của chương trình My Ugly Duckling vào tháng 3 năm 2018, Kim Jong-kook đã bất ngờ tiết lộ về các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của mình. Khi có bạn gái, tôi thường quan tâm đến sở thích của cô ấy. Đó là lý do tại sao những người bạn gái của tôi thường xuyên có xu hướng tăng cân khi hẹn hò với tôi. Bàn luận về chủ đề thời gian hẹn hò từ người bạn gái của mình, Kim Jong-kook tiết lộ, 7 năm, đó là khoảng thời gian dài nhất. Mối quan hệ lâu thứ hai kéo dài trong 6 năm, họ đều hẹn hò với tôi trong thời gian dài. Anh hổ còn thừa nhận, lý do duy nhất chia tay với họ là chính vì sự ích kỷ của bản thân mình. Tôi muốn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để kết hôn, chính vì vậy tôi thường để họ chờ quá lâu. Tuy nhiên trong chương trình Married Boy, khi đến thăm bác ruột và bị thúc giục chuyện cưới xin, chàng hổ của Running Man ngậm ngùi thừa nhận tuổi tác đã quá lớn và hứa sẽ tìm bạn gái. Cháu nên dẫn theo ai đó về nhà vào dịp tụ họp Tết năm sau, cháu đã có tuổi rồi nên cháu phải cố thôi. Nghe được tin này, các fan của người năng lực hẳn như mở cờ trong bụng. Anh đã tự đặt deadline cho mình rồi. Việc của các fan bây giờ chỉ là chờ anh chạy deadline nữa thôi. Hy vọng người đàn ông tốt như Kim Jong-kook sẽ sớm tìm được một nửa đời mình. Ngoài ra, sự nhiệt huyết, chăm chỉ và nhân cách của Jong-kook giúp anh nhận được tình yêu của đông đảo người hâm mộ khắp châu Á.